Xin kính chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn trở lại với kênh Ngẫm TV. Xin cảm ơn quý vị và các bạn cùng lắng nghe một số bài sấm tiên tri được trích lục từ kinh sấm Thác Sơn. Từ trạng trình đến Đức Quỳnh Giáo Chủ, trong sách Thác Sơn Màu Nhiệm của Nguyễn Văn Hầu và Giặc Sĩ, có kể chuyện bên thầy về sự liên hệ Đức Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm và Đức Quỳnh Giáo Chủ như sau. Ông Phan Giang Cơ ở làng Phú Lâm, Tăng Châu, An Giang, đã thấy trong sấm giảng kệ văn của Đức Thầy có câu Phật tại tâm chớ có đâu xa mà tìm kiếm ở trên non núi Chúng đục đẻo những cây dở củi đắp xi si măng sơn phết đặt tên Ngục A Tỳ dựa kế một bên chờ những kẻ tu hành giả dối Khuyên sư giải mau mau cải hỏi làm vô di chánh đạo mớ màu Đạo thích ca nhiều nẻo cao sâu hãy tìm kiếm cái không mới có ngôi tam bảo hải thờ chằng đỏ tạo làm chi những cốt dứa hình khùng nói cho già trẻ làm tin theo lục tổ chở theo thằng tủ phiên bổn đạo trở nên mê ngủ thức dậy tìm đạo chánh của khùng đặng sao xem liệt quốc tranh hùng được sánh sống nhờ ơn chính bệ, quả phép lạ biết bao mà kệ chính từng mấy nhạc chổi tiêu thiều kẻ tà giang sao bị lửa thiêu người tu niệm sống đời thượng cổ ông phan văn cơ nghĩ rằng cụm từ thời chặn đỏ chắc là đức thầy muốn nhắc nhở tới đảng hồng nhật của cụ Trang trình khi xưa ông định đến hỏi đức thầy coi có phải là như vậy hay chăng rồi một hôm đến thăm đức thầy nhưng chưa kịp hỏi thì ngài đã trả lời với ông như vậy ông đã biết hết rồi tưởng như vậy là phải rồi hỏi làm chi nữa một cách gián tiếp đức thầy cho ông phan văn cơ biết Ngài chính là chạng trình tái kiếp. Đạo thời chàng đỏ cũng đã được nhà tiên tri người Pháp nói Chathamot báo trước như sau. Để âm mưu chống lại giáo phái thờ màu đỏ, các thế lực tôn giáo kết hợp lại thành khối hùng mạnh nhằm phỉ bán và tiêu diệt giáo phái thờ màu đỏ. Nhưng đến giờ phán xét chung kết, tất cả những vũ khí tăng tiến độc hại bị tiêu quỷ, những kẻ âm mưu đen tối đều bị tử vong. Bởi phép màu của từ bi, thờ hoàng kim thượng quân thánh đức nhiều tôn giáo tan rã ngoại trừ một tôn giáo duy nhất tồn tại. Tứ Bủ Linh Tự Bài thơ khoáng thủ Tứ Bủ Linh Tự sau đây của Đức Phật Thầy Tây An sáng tác còn lâu truyền đến nay mà nhiều người được biết. Bủ Ngọc Quân Minh Thiên Diệt Nguyên, Sơn Trung Sư Mạng Địa Nam Tiền, Kỳ Niên Trạng Tái Tăng Phục Quốc, Hương Sức Trình Sinh Tạo Nghiệp Yên. Đây là một bài thơ thuộc loại tung hoành đọc nghĩa là chúng ta đọc bài dọc cũng có nghĩa mà đọc bài ngang cũng có nghĩa. Cứ theo chiều dọc đọc xuống, chúng ta sẽ có một bài thơ bảy câu bốn chữ như sau: bửu Sơn kỳ hương, Ngọc Trung niên sức, Quân sư trạng trình, Minh mạng tái sinh, Thiên địa tân tạo, Việt Nam phục nghiệp, Nguyên tiền quốc yên. Mỗi câu đều có nghĩa, trong đó chứa nhiều ẩn tự ẩn ngữ cần phải hiểu cách chiết tự đảo cú mới khám phá được lý diệu màu quyền bí nói tóm lại đức phật thầy tây an đã dùng bốn chữ bửu sơn kỳ hương làm tông danh với ý nghĩa là để ghi dấu chỗ phát tích của tông phái do ngài sáng lập và báo tin một diễn biến lớn đời sống của dân tộc việt ngoài ra bốn chữ bửu sơn kỳ hương còn hàm xúc những giáo pháp mà ngài sướng sức để quá độ chúng sanh trong buổi hạ nguyên để kịp kỳ đi đến hội Long Hoa và tạo lập đờ mớ. Niệm đi chánh gió cuồng phong, niệm rồi mới biết chúa ông chỗ nào, niệm đi rồi thấy giặc tàu, từ đây mang chả nói nhào qua nam, nó làm than rã ông Sam, nói cho quý vị luận đàm quỷ yêu, bây giờ khùng khiểu nói kêu, nói nhiều nói ít, nói chiều sang mai, nói cho bá tánh gái trai nói cho động đến như lai phật đường nói gần ngày mở trung ương long qua đại hội dọn đường thần tiên chích trong băng cứu nguy tận thế hai của đức cậu bằng sĩ lờ bình những câu sấm niệm đi rồi thấy giặc tàu từ đây mang chá nói nhào qua nam nó làm tan rã ông sam nói cho quý vị luận đàm quỷ yêu cụm từ ông sam phiên âm từ có nghĩa là chú Sam ám chỉ cho nước Mỹ cầm từ tan rã ông Sam là ám chỉ giặc tàu tranh giành lãnh hải trên vùng biển Đông Thái Bình Dương nhằm mục đích thay thế Mỹ chiếm ngôi trùm lãnh đạo thế giới. Giặc tàu tiên chiến với Mỹ, chiến tranh nguyên tử bùng nổ trên biển Đông Thái Bình Dương dẫn đến tặng thế, Mỹ tàu đều tiêu vong Nước Việt an bang, đờn kêu khổ sở bi ai, đổi đau chi xiết dạng dài hay không, đờn kêu biển hải mênh mông đờn kiêu hải ráng lập công bồi đường đờn kiêu giãn quất thê lương tớ đây rồi thái bình dương dịu giờ sống đi coi hát người ơ đủ đào đủ kép dạy thờ đỏ đen bình dương sống động nhiều phen ráng xem gánh hát chút kèn gian gian đờn kiêu nước diệt an bang nghe đây khùng khiệu chỏi gian tiếng đờn thăng khùng đêm vắng khóc thầm cửa mình cũng nhớ giấc nằm nào an từ nay cách biệt xa ngàn ai người tâm đạo đừng toan phụ thầy giữa chừng đờn nở dứt dây chưa vui buổi hiệp bỗng thầy lại xa tỉnh sai trong giấc mộng qua mơ màng cũng tưởng như ta bên mình tớ đây từ biệt khắp cùng thầy lìa khỏi xác thiên cung phản hồi trong câu sắm thầy lìa khỏi xác thiên cung phản hồi lãm chỉ sự cố súng nổ đêm 16 tháng 4 1947 ở Đốc vàng thuộc tỉnh Long Xuyên. Cụm từ đờn nở dứt dây, chữ dứt nghĩa là tạm dừng khi thầy gián bóng một thời gian. Khi nào thầy trở về, thầy sẽ tiếp tục khải đờn tìm lại người đạo, ví như là bá nha ước hẹn ngày trở lại bến Hàm Dương, khải đờn tìm lại bạn chi âm là tử kỳ. Đờn kiêu rã núi ông Sam, đờn kiêu ông cấm ai làm rã hai đờn kiêu lỗ dạng châu mài đờn kiêu các nước ngoại lai dậy dùng đờn kiêu ai lại xưng hùng đờn kiêu quốc dị ngày cùng mở ra đờn kiêu các nước sắp qua đờn kiêu bá tánh bá gia đo lường đờn kiêu nước diệt vô dương đờn kiêu cậu thấy tan thương giống nồi đờn kiêu thỉnh thoảng rồi coi Thấy nằm chặt đắt thiệt thòi thất kinh đờn kiêu trái đất gung ginh chờ long đắc lỡ đem tình phụ dương đờn kiêu minh chúa khai đường hiền còn giữ mắt là thường xưa nay đờn kiêu thập nhị hoài thái, bảo giang thiên tử đức ngài hiện ra đặng trên phật quốc khai tòa thánh đường trở lại dựng nhà kiếm châu đờn kiêu ơ hở đâu đâu tề gia bảo quốc chư hầu an bang đờn kiêu bá tánh tại chàng Đờn kêu cố bác hội đàn cho đông Đờn kêu gặp bão gió giông Chừng nào mới có lập công bồi đường Đờn kêu cậu mở hội trường Thi tài thi đức thi đường hiểu chung Đờn kêu cậu lại điên khùng Cậu đờn mãi mãi rục tùng nhăn răng Đờn kêu giáo lý thi dân Đờn kêu rồi lại sang bằng tiêu tan Đờn kêu có lỗ có hang ở trên ban xuống nhẹ nhàng đi thôi đờn kêu thay nổi thay chơi bình minh sóng bủa hết thôi dân tường đờn kêu ở thái bình dương hát kia gần nổi xây đường dân ơ đờn kêu đừng lã đừng lơ cậu đờn muôn mảnh tạ tơ bấy chày đờn kêu bớ chức cô tày sau đây méo mặt như dây phai sùng đờn kêu các bạc đại hùng ráng đi xây đắp ngày cùng phật ban đờn kiêu thiếu bạc thiếu vàng giấu đâu cho khỏi quỷ tàn thiêu thân đờn kiêu thế sự về gần gán đi quý vị phú bằng linh đinh chết trong sám giảng đạo khùng trang 33 tới 34 của đức cậu bằng sĩ vô danh đờn kiêu gã núi ông sam đờn kiêu ai biểu cậu làm thánh nhân đờn kiêu phật hiện ngày gần đờn kêu cậu mãi tạo tầng gian nan cậu đờn khắp cả thế gian đờn kêu phật gấp lập đàn tại đây cậu đờn bốn biển đông tây đờn kêu quý vị giờ này tỉnh chưa tỉnh rồi mau xuống đò đưa đờn kêu dân chúng ráng chừa ác gian cậu đờn phật gấp mở màn bảo châu sơn thắt lỗ toàn lầu son cậu đờn gã núi banh non đờn kêu thế sự không còn đâu đâu cậu đờn bốn biển năm châu đờn kiêu một phút một câu rã rờ đờn kiêu sống bủa chơ dơ thương người bằng sĩ có lời khuyên lơn. đờn kiêu gã núi ông sam đờn kiêu ông cậu đang làm gì đây đờn kiêu bốn phía đông tây vì ai cậu lại ngồi đây giảng đường đờn kiêu phật quốc khai trường đờn kiêu dân tộc nhiễu nhương khổ nàng đờn kêu gã núi ông Sam, đờn kêu ai biểu cậu làm thánh nhân. Cậu đờn đờ đã kề gần, đờn kêu nước diệt, soi ngần bút nghiêng, đờn kêu cậu lại khùng điên, cậu đờn thấu đến hoàng thiên cha chờ. Đờn kêu nước diệt đổi giờ, đờn kêu Phật quốc lập đời trị dân, đờn kêu yểm cụ nghinh tăng. Và video đến đây cũng đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Nếu thấy hay xin hãy cho một like và một chia sẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.